Ngày và đêm đã được khoa học lý giải là trái đất luôn được mặt trời chiếu sáng một nửa khi trái đất quay quanh mặt trời. Và trái đất tự quay quanh trục, nên mọi nơi bề mặt của trái đất đều lần lượt được mặt trời chiếu sáng, từ đó tạo ra ngày và đêm. Tuy nhiên, hàng vạn năm trước, sự ra đời của ngày và đêm lại được tổ tiên con người thêu dệt thành những thần thoại đặc sắc và khác biệt. Trong thần thoại Nhật Bản, tổ tiên của họ là hai vị thần Izanagi và Izanami. Sau đó hai vị thần này đã sinh ra ba vị thần Amaterasu, Tsukiyomi và Susanoo. Amaterasu là thần mặt trời và cai quản thiên đường. Tsukiyomi là thần mặt trăng và cai quản ban đêm. Susanoo, thần bão tố và cai quản biển cả. Một ngày nọ, Amaterasu yêu cầu Tsukiyomi đến thăm vị thần mùa màng Ukemochi. Để chào đón Tsukiyomi, nữ thần mùa màng đã nôn cơm, cá và các loài động vật khác xuống trái đất và cũng làm điều tương tự trong một buổi tiệc. Hành động đó khiến Tsukiyomi cảm thấy bị xúc phạm và quyết định hạ sát nữ thần mùa màng. Sau đó ông mang chuyện này kể lại cho Amaterasu nghe. Nữ thần đã không thể chấp nhận được hành động này và thề rằng sẽ không bao giờ gặp lại em trai mình nữa. Từ đó khi mặt trời xuất hiện, mặt trăng sẽ vắng mặt và khi mặt trời lặn, mặt trăng mới xuất hiện trên bầu trời. Trong thần thoại Aztec, có bốn vị thần đã trở thành mặt trời, nhưng bốn vị thần này đều chết vì sự thù hằn của các vị thần khác. Và mỗi khi một vị thần mặt trời chết thì thế giới lại bị hủy diệt một lần nữa. Một vị thần mặt trời thứ năm xuất hiện thì lịch sử sẽ lại tái diễn, thế giới sẽ lại bị hủy diệt, thế nên chẳng ai tình nguyện trở thành mặt trời nữa. Nhưng bóng tối đang rình rập và nuốt chửng thế giới, nên các vị thần đã lập ra một hội đồng và chọn ra hai ứng cử viên cho vị trí mặt trời thứ năm là Tetsi và Nana. Việc của họ là nhảy vào ngọn lửa và trở thành mặt trời. Người đầu tiên là Tetsi, cố gắng nhảy vào ngọn lửa nhưng lại sợ sức nóng của nó nên đã do dự tới 4 lần khiến các vị thần khác vô cùng khó chịu. Nên họ đã yêu cầu Nana nhảy vào ngọn lửa. Riêng với Nana, ông không hề do dự, nhảy vào và trở thành mặt trời. Lúc này Tetsi vừa ganh tị vừa xấu hổ nên cũng đã nhảy vào lửa và trở thành mặt trời thứ hai. Tuy nhiên, các vị thần cảm thấy Tetsi không xứng đáng để trở thành mặt trời, nên họ đã ném một con thỏ vào mặt trời thứ hai này, khiến nó bị che và mờ đi, trở thành mặt trăng. Từ đó, khi mặt trời tỏa sáng tạo ra ban ngày, còn mặt trăng tỏa sáng sẽ tạo ra ban đêm. Trong thần thoại Ai Cập, thần mặt trời Ra, ông sống trên bầu trời, cưỡi một chiếc thuyền tượng trưng cho mặt trời và đi qua 12 vùng đất tượng trưng cho 12 giờ trong một ngày, từ đó tạo ra ban ngày. Nhưng ông sẽ chết mỗi khi hoàng hôn đến, tạo ra bóng đêm bao phủ thế giới. Khi ông chết thì ông sẽ đi qua địa ngục trên chiếc thuyền của mình và sẽ phải chiến đấu với con quái vật Apep. Và khi bình minh đến nghĩa là Ra đã đánh bại Apep. Và chu kỳ tái sinh và chết đi của ông sẽ lặp đi lặp lại mãi mãi. Khi Ra đi vào thế giới ngầm để lại bóng đêm thì lúc này Khonsu sẽ thay thế Ra chiếu sáng cho thế giới. Người Lakota là một bộ tộc người Mỹ bản địa. Họ có vị thần mặt trăng là Hanwi, chồng của nữ thần mặt trăng Hanwi là Wi, thần mặt trời. Tuy nhiên vị thần mặt trời này không chung thủy và đã cưới một người phàm tên là Itomi để thay thế vị trí của Hanwi. Lúc này vị thần bầu trời Scan vô cùng phẫn nộ nên ông đã quyết định trừng phạt Wi. Ông đã đưa Hanwi rời bỏ Wi và trao quyền cai trị ban đêm cho cô. Ngược lại, để Wi cai trị ban ngày và không bao giờ được gặp lại Hanwi. Tuy nhiên vì sự phản bội của chồng mình, Hanwi mang nỗi đau và sự xấu hổ nên đã che đi các bộ phận khác nhau trên khuôn mặt tạo nên các chu kỳ mặt trăng tròn khuyết khác nhau. Lưỡng Hà là nơi ra đời của nhiều nền văn minh đầu tiên, bao gồm người Sumer, người Akkad, v.v. Thần mặt trời của họ là Samas, con trai thần mặt trăng Sin. Samas liên tục xuất hiện từ phía đông, đi bộ hoặc đi xe ngựa, tạo ra ánh sáng cho thế giới, cũng như chủ trì công lý cho con người và các vị thần. Tuy nhiên nhiệm vụ của ông không chỉ giới hạn ở thế giới loài người mà cả với thế giới ngầm. Ông đi đến thế giới ngầm bằng cách đi xuống phía Tây, do đó tạo ra bóng tối và đêm. Ở đó Samas cũng chủ trì các tòa án, nơi ông phán xét các tranh chấp của người chết. Người Inuit là người gốc châu Á, sinh sống ở vùng Bắc Cực của Hoa Kỳ, Canada, v.v. Malina là nữ thần mặt trời của Inuit, sống với anh trai Aningan, thần mặt trăng. Một ngày nọ, họ có một cuộc tranh cãi lớn. Trong lúc tức giận, thì Malina đã bôi mỡ đen lên mặt của Aningan. Hối hận về quyết định của mình, cô đã bỏ chạy khỏi nhà và trở thành mặt trời. Aningan thì đuổi theo cô đến mức anh biến thành mặt trăng. Khi mặt trăng Aningan đuổi theo mặt trời, anh thường bỏ mặt bản thân, khiến mình trở nên gầy gò và tạo ra chu kỳ của mặt trăng khuyết tròn. Người Mamai Uran là một bộ tộc Amazon sống ở Brazil.
Theo thần thoại của họ, thế giới ban đầu bị bao phủ trong bóng tối. Bóng tối này là do quần thể chim khổng lồ gây ra. Chúng đã che khuất mặt trời và ánh sáng của mặt trời bằng đôi cánh của chúng. Hai con người tên là Kuat và Iae đều mệt mỏi vì lũ chim đã chiếm hết ánh sáng mặt trời cho riêng mình. Họ đã lập ra một kế hoạch, trong đó họ quyết định bảy vua của các loài chim, Urubaxin. Cả hai đều ẩn nấp bên trong xác chết của một con vật và chờ Urubaxin đáp xuống. Khi con vật đáp xuống, Kuat nhảy ra khỏi xác chết và tóm lấy chân Urubaxin. Kuat yêu cầu nhà vua chia sẻ một phần ánh sáng mặt trời với phần còn lại của thế giới. Do không thể trốn thoát nên Urubaxin buộc phải đồng ý. Ở Skyworld có một người phụ nữ mang thai sống cùng với anh trai của cô. Cô rất tò mò về cây sự sống nơi che phủ lối vào thế giới bên dưới. Vì tò mò nên người phụ nữ đã nhờ anh trai mình gỡ bỏ lối đi nhìn vào thế giới bên dưới. Nhưng cô đã vụng về, ngã xuống. Các loài chim trên thế giới được cảnh báo bởi tiếng kêu cứu của người phụ nữ nên đã cứu cô. Cuối cùng, họ đã hạ cánh an toàn trên lưng một con rùa biển. Ở đó, người phụ nữ đã tạo ra trái đất, chuyển dạ và sinh ra hai đứa trẻ sinh đôi. Thật không may, người phụ nữ đã chết vì sự phản nghịch của đứa trẻ thuận tay trái. Khi mẹ của họ mất, hai đứa trẻ được nuôi bởi Sky Woman, bà của chúng. Nhưng bà đã mất khi chúng lớn lên. Sau đó cặp song sinh đã chiến đấu để giành cơ thể của bà và cuối cùng đã xé xác bà ra. Đầu của Sky Woman bị ném lên trời và trở thành mặt trăng. Cặp song sinh không thể đạt được thỏa thuận nên chúng quyết định sống ở những cõi khác nhau. Người thuận tay phải sẽ sống ở trái đất trước tạo ra ban ngày. Sau đó người thuận tay trái sẽ sống ở trái đất tạo ra ban đêm, nơi cái ác lang thang tự do hơn. Trong thần thoại Philippines có hai vị thần là Apolaki, người cai trị mặt trời, và em gái của ông là Mayari, người cai trị mặt trăng. Cha của họ là Bathala, cai trị toàn bộ thế giới từ thiên đàng. Đáng buồn thay, triều đại của Bathala kết thúc khi ông qua đời và cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa Apolaki và Mayari bắt đầu. Apolaki thì muốn trở thành người cai trị duy nhất của thiên đàng và thế giới, trong khi Mayari lại muốn chia sẻ thế giới với anh mình. Trong một trận chiến thì Apolaki đã lấy đi một bên mắt của em gái mình, nhưng sau đó lại cảm thấy hối hận nên ông đã đồng ý chia sẻ bầu trời và thế giới với em gái Mayari. Đầu tiên thì Apolaki sẽ cai trị thế giới với mặt trời, sau đó sẽ đến lượt Mayari cai trị. Tuy nhiên vì bị mất một bên mắt nên sức mạnh của bà suy yếu khiến mặt trăng mờ hơn so với mặt trời.